Anh chị nào mà sợ say xe vì mùi xăng thì xin mời các bác nhà mình cùng tham khảo một em xe rất đẹp và đặc biệt không bao giờ tốn xăng vì em nó chạy điện anh chị ạ. Một em VF8 đời 2023 anh chị nhá. Con này của em là mới đi được có 3,4 vạn thôi, chạy bằng điện, màu đỏ cực đẹp luôn. Đây các bác xem, tuyệt vời đẹp luôn, xe gần như lướt nhá. Tất cả mọi thứ đều theo xe. Và các bác xem này, bên ngoài dáng vô cùng hoành tráng. Và những bác nào yêu thích công nghệ thì những dòng VinFast này cũng được trang bị rất nhiều. Coi như này, hệ thống cảnh báo va chạm xung quanh xe nhá. Đèn pha dạng mí này, đèn pha bi cầu. Coi nhìn, tuyệt vời đẹp chưa? Đấy, em này biển 98 Bắc Giang. Các chị nhìn, một em VF8 cực đẹp luôn chị. Và tất cả cái dàn lốp này chị nhá, dàn lốp còn rất là dày này. Lốp theo xe này, tuần thứ 39/2022 nhá. Rồi la răng và hệ thống ABS 4 bánh. Xi nhan gương cam 360, smart key một chạm. Và đây chị nhìn, một mẫu xe mà các bác nhà mình sẽ nhiều bác khi mà đi xe xăng quen sẽ bị bất chợt gì buồn vì không nghe tiếng động cơ và không nghe thấy mùi xăng. Đây ghế điện nhá, ghế điện và có tự vị trí nhớ ghế. Còn đây có như là quai khóa này, cực sáng luôn và vào với công nghệ. Đây một em xe được trang bị tích hợp rất nhiều công nghệ trên này các bạn. Đây nhá, phím bấm chức năng này và có hỗ trợ ga tay tự động. Và đặc biệt em này có hỗ trợ là chế độ lái rất là hiện đại này, tự bám làn đường, rồi tự lùi chuồng và tự cảnh báo lệch làn đường có nhá, khi mà đi cao tốc. Rồi các bác nhìn phía xa kia không, nó có một cái phím bấm đấy, chữ P nhỏ kìa, có nhìn này đấy, chữ P nhỏ hiển thị km nhá và số, rất hiện đại luôn. Và trang bị cho anh em nhà mình là một cái màn hình 15,5 inch, rất to bản và rất nhiều chức năng nhá. Sấy sưởi ghế này, điều hòa tự động này, và tất cả mọi thứ nó đều ở trên này hết các chị ạ. Tất cả mọi thứ nhá, đều trên này hết. Các bác nhà mình có thể thoải mái và chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói thôi. Và đây, hàng phím bấm với chị, phím số này. Những bác nào mà lăn tăn về số thì đây. Và em này đặc biệt một chút nhé, các bác nhà mình chỉ việc lên xe thôi. Cầm chìa khóa mở cửa lên xe là nó tự nổ máy nhá, không phải làm thao tác gì cả. Đấy. Và chúng ta chỉ việc đi thôi và chúng ta chỉ cần ra ngoài tắt đóng cửa lại, bấm chìa khóa xe nó tự tắt máy anh chị ạ. Đây các bác nhìn này, tất cả những phần này. Em này thì bên nhà em mua được của hãng VinFast của Bắc Dân thì xe gần như là lướt, đi bới 37.000 km thôi các bác nhé. Đây cửa gió điều hòa phía sau và rất nhiều cổng sạc. Em này mới tinh và đã được kiểm tra hãng test toàn bộ ở trong hãng VinFast rồi các bác nhé, nên là các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng xe. Và riêng về form dáng thì em thấy là em này cực kỳ hoành tráng. Phía sau này này, hệ thống đèn led này, 4 mắt cảm biến lùi, màn hình cam lùi cam 360 nhá. Và đặc biệt em này cũng đã được trang bị cho mình là hệ thống cốp điện anh ạ. Đây cốp điện đây, bác chủ lên này. Đó, cốp bằng điện nhá, toàn bộ bằng điện luôn. Và cái cốp của em này cũng rất là rộng. Đây cực kỳ rộng, gần như là một hàng ghế thứ ba bị cắt đi để các bác nhà mình có thể thoải mái chở đồ anh chị ạ. Và đây cốp điện này, rất đơn giản thôi. Đó, tự xuống. Sơn xi sơn tây 100% anh chị ạ. Và em này thì gần như lướt rồi. Bác nào mà đang tìm VF8 đẹp chất, đấy, màu đỏ tươi như thế này, các bác alo cho em nhé. Và em VF8 đời 2023 màu đỏ đi 37.000 km này, em đang chào bán cho anh em là 815 triệu. Vẫn còn thương lượng và lộc lá được khi các bác nhà mình xuống xem xe. Anh chị quan tâm và thích dòng này thì alo giúp em ạ. Cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.